Sau khi điều trị tại tuyến dưới 7 ngày và được chẩn đoán chớm viêm phổi, tuy nhiên bệnh không đỡ và có chiều hướng nặng lên, bệnh nhi đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phế quản phổi suy hô hấp nhưng không tìm ra nguyên nhân. Bé đã điều trị được hơn 2 tuần. Lúc trong tháng thì có bố với cả bà ho, mẹ cũng ho. Bạn không ho, bạn chỉ mũi thôi. Bắt đầu vào nằm viện được 5-6 ngày thì bạn bắt đầu ho nhiều hơn. Sau khi khám lâm sàng và làm các xét nghiệm, bệnh nhi này được chẩn đoán suy hô hấp và nhiễm khuẩn nặng. Gia đình cho biết, trước khi vào viện vài ngày, cháu ho nhiều, sốt và khó thở. Bố mẹ có cho cháu đi khám và cho cháu chỉ uống siro giảm ho, nhưng mà sau một vài ngày uống thì cháu không đỡ mà cháu có tình trạng sốt cao hơn ạ, và có tình trạng là khó thở nhiều hơn, nên là bố mẹ cho cháu ra viện khám. Các bác sĩ cho biết, trẻ mắc các bệnh đường hô hấp cần phải được xác định do virus hay vi khuẩn. Nếu do virus thì sẽ không sử dụng kháng sinh. Trong vòng 2 tháng vừa rồi thì khá nhiều những lượng bệnh nhân đến khám và điều trị hay gặp, đó gọi là viêm tiểu phế quản hay viêm phổi do nhiễm RSV hay gọi là virus hợp bào hô hấp. Ngoài ra thì còn có những cái tình trạng khác, là ví dụ như viêm phổi do vi khuẩn. Các loại vi khuẩn có thể là HI hay là phế cầu hay là tụ cầu. Vì vậy là khi trẻ có những cái biểu hiện là viêm đường hô hấp dưới rồi thì phải nên đến các cơ sở y tế để khám, và cần phải tìm căn nguyên là rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà là do virus thì chúng ta không nên dùng kháng sinh. Nhưng mà viêm phổi do vi khuẩn thì chúng ta có thể phải dùng kháng sinh sớm, tránh những biến chứng xảy ra. Với những bệnh nhi mắc bệnh nền như tim, phổi bẩm sinh hoặc suy giảm miễn dịch khi nhiễm virus hoặc vi khuẩn đều có nguy cơ chuyển nặng. Vì vậy, gia đình cần lưu ý để đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm.